Nếu như tranh đông hồ in trên giấy điệp, tranh hàng chống sử dụng giấy gió, thì tranh kim hoàng in trên giấy đỏ, giấy hồng điều hoặc giấy vàng tàu. Đây là lý do tranh kim hoàng còn được gọi là tranh đỏ, tranh của lễ, Tết, hội hè. Ở tranh kim hoàng, nghệ nhân chỉ sử dụng một bản khắc để in nét đen lên giấy, rồi dựa vào đó mà tự do chấm phá màu sắc theo cảm xúc riêng của mỗi người, tạo nên sự phóng khoáng cho bức tranh. Thì tranh dân gian kim hoàng thì được in trên nền đỏ, và phần lớn những đề tài của tranh dân gian kim hoàng đấy chính là về tranh trấn trạch. Và tôi nghĩ rằng là ai mỗi dịp Tết đến xuân về đều mong muốn là mình có thể là được may mắn, có sinh khí khi mà treo những bức tranh kim hoàng trong nhà. Và tôi đã đào tạo được khoảng tầm 5 thợ kim hoàng, và cuối cùng thì đã có một người có thể sống được với nghề. Khác với 30 dòng tranh dân gian Việt Nam khác, dòng tranh dân gian kim hoàng đã gần như biến mất kể từ khi xuất hiện vào Tết năm 1947. Trong quá trình đi sưu tầm gốm sứ, nhà nghiên cứu sưu tầm Nguyễn Thị Thu Hòa đã cố gắng bảo tồn gìn giữ di sản này. Và sau nhiều công sức, cuốn sách Dòng tranh dân gian kim hoàng với câu chuyện lịch sử cùng kỹ thuật sản xuất tranh đã trở lại sau 70 năm biệt tích. Thì đó là một cống hiến rất là lớn của tác giả, nhà nghiên cứu sưu tầm Nguyễn Thị Thu Hòa cùng với cộng sự của mình, thể hiện được cái tấm huyết, cái niềm đam mê, và đấy đó cũng là trách nhiệm của một người dân Việt Nam trong việc là phục chế lại cái dòng tranh kim hoàng, tranh dân gian Việt Nam, để giới thiệu về các cái dòng tranh dân gian nói chung và dòng tranh kim hoàng nói riêng đến với công chúng trong nước cũng như bạn bè thế giới. Và để chung tay bảo tồn cũng như giới thiệu đến đông đảo công chúng hơn nữa về dòng tranh này, nhà nghiên cứu Thu Hòa đã dành tặng 2 ván khắc tranh đến Bảo tàng Huế. Đại dịch Covid-19 đi qua đã để lại biết bao mất mát, đau thương và những khó khăn chồng chất. Những nỗi đau, những giọt nước mắt vẫn nén trong tim người ở lại. Để xoa dịu bớt nỗi đau của những gia đình có người thân đã khuất, Chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen, huyện Đa Quai, tỉnh Lâm Đồng thành tâm thông báo đến quý Phật tử, nhân dân gần xa được biết và đăng ký tham dự đại lễ cầu siêu để hồi hướng công đức, nguyện cầu cho các hương linh sớm siêu thoát về nơi cực lạc. Thời gian diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 28 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm Nhâm Dần. Quý Phật tử, nhân dân đăng ký cầu siêu được miễn phí toàn bộ chi phí sinh hoạt và cầu siêu. Vui lòng liên hệ qua hotline 0912 120710 hoặc website đại tùng lâm hoa sen.vn để đăng ký.